chào tất cả các bạn. À, vừa mới về một con xe đạp ba bánh nội địa Nhật rất là đẹp, dành cho anh em lên xe nha. Bon chạy thử, Bon lao lên đạp thử coi. Đây cho một bạn nhỏ chạy thử luôn nha các bạn, lớn chạy cũng được, nhỏ chạy cũng được các bạn. Rồi chạy tới kia con quanh vô nha. Rồi các bạn thấy không, rất là dễ chạy nha. Rồi con quanh lại cho chú đây. Đó, không có sợ té nha các bạn, đặc biệt là những người khuyết tật chân yếu và đi không có sợ té nha. Ba bánh đó, này xe nội địa Nhật cho nên khung sườn nó bằng nhôm nha các bạn, chỉ xe Trung Quốc nó sẽ bằng sắt, xe chế bằng sắt, còn xe Nhật này là bằng nhôm nha, niền nó cũng bằng nhôm luôn, nhìn theo xe ghi đông cũng bằng nhôm luôn nha các bạn. Đó, lớn nhỏ già trẻ về đi cũng được nha các bạn. Đấy, vừa về một con duy nhất thôi, anh em nào có nhu cầu thì nhanh tay nha. Rổ này bằng nhựa luôn nè, đó, dè inox nè, những cái mà xe chế của hàng Tàu không bao giờ làm được anh em. Rổ bằng nhựa luôn nè, đó, rổ đúc nha. Rồi, anh em nào có nhu cầu mua tặng cho ba mẹ, người già, người lớn tuổi, hoặc là trẻ em bị khuyết tật đi học thì xe này rất là thích hợp. Xe có sẵn ở Sài Gòn nha các bạn, một chiếc duy nhất. Anh em nào có nhu cầu thì liên hệ số điện thoại trên màn hình giúp mình, nhắn Zalo giúp mình nha anh em.